Đấy, cho mọi người có cây cửa 3K ba lô này là lên cần thẳng thôi, phát bao xương đẹp quá mọi người ơi. Đục máy bình xăng vỡ này lên cần thẳng, về lên cần thẳng, bán đầu máy rồi lên cần thẳng, quá đẹp mọi người, không có gì chê đâu. Ôi, rất là nhanh. Này là về mình lắp mua cái bình sân trên á, bình sân trên của G3K đấy, lắp vào. Hoặc là muốn là lắp bình sân dưới, lắp bình sân dưới thì mình phải thay chế mà lắp bình sân trên đi. Trời, phát rất khỏe. Con này tầm như là 33cc, nồng nó tầm 36 ly, 36, 37 ly gì. Nó còn cái cần ba lô này, mà nó không có đầu bò. Nên là thôi bán cái kiểu như giá bán của cái đầu máy thôi. Đầu này để cho mọi người một con này để cho mọi người 1.6 triệu nha. 1.6 triệu nha. 1.6 triệu là giá em xả thôi, chứ không phải là giá, nó không có giá đó đâu. 1.6 triệu đậm 33cc. Phát các khỏe. Con này nó đẹp mới quá mà. Mua thì chuyển khoản vào số tài khoản dưới phần mô tả giúp em nha. Này là giá em xả nha, sau có thì không có giá đó. Đâu. Và mua cái bình xăng trên đó, lắp vào. Bình xăng này thì nó hơi bỏ rồi.